Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Hôm nay sẽ review cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố. Vị trí căn này di chuyển ra vòng xoay An Phú tầm đâu đó khoảng hơn 1 km. Cách với Thủ Đức khoảng 5 km. Di chuyển đi trung tâm Sài Gòn như quận 1 hết tầm khoảng 20 km. Đây là mặt tiền căn nhà này, mặt tiền mái thái hình chữ A. Nhà một trệt hai lầu, chủ nhà đúc 3 tấm trên lợp ngói thái nhá. Căn nhà này có con đường phía trước rộng 8 mét thông. Ở đây có đường điện âm, nước âm, hệ thống cáp nét âm tường hết. Nhà ngang 4 mét rưỡi, chiều sâu gần 17 mét, thổ cư 100%. Nhà sổ hồng riêng, tổng diện tích là gần 70 m². Đường trước nhà căn nhà này. Căn nhà này có hướng Tây Bắc. Ở khu này đang có tầm khoảng gần 10 căn gửi bên mình bán. Hướng nào cũng có nhé. Hướng chính Đông, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc đều có hết. Quý vị nhìn lại mặt tiền chính căn nhà một lần nữa này. Cột vuông, ban công vuông, lan can thì được chủ nhà làm bằng sắt đúc uốn hoa văn rất là đẹp, được chủ nhà sơn màu nhũ vàng nha. Đường phía trước này, khu dân cư an ninh yên tĩnh sạch sẽ, quý vị về đây an cư lập nghiệp rất là ok nhé. Đường sạch sẽ thoáng mát. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Quý vị nhớ xem chi tiết căn nhà. Nếu có nhu cầu mua hoặc đang có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể xem kỹ video của em. Nếu thấy căn này đẹp, hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo nhé. Vỉa hè 3 m này. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm hai lớp cửa nha. Ở ngoài là một lớp cửa sắt 4 cánh, phía trong có thêm một lớp cửa kiến cường lực. Mặt tiền đã được chủ nhà úp gạch lên tới trên rồi. Trên đây chủ nhà đi đường dây để mình có thể gắn camera đây nhé. Mình cùng di chuyển vào trong này. Phòng khách sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiến giả đá khổ 80. Nhà đã hoàn thiện xong. Hôm nay đang gắn rèm nữa là vệ sinh nhà. Có thể bàn giao nhà cho quý vị ở luôn nhé. Quý vị chỉ việc đặt cọc một ít thôi là có thể xin chủ nhà về ở luôn. Vách hai bên này, nhà được chủ nhà trang trí màu chủ đạo là màu trắng nhé. Hệ thống trần chỉ thì cao này. Chủ nhà đi các đường gân đường chỉ rất là đẹp, sơn màu nhũ vàng. Chủ nhà gắn rèm nữa là dọn vệ sinh là xong nhé. Hiện tại đã gắn rèm ở tầng trệt rồi. Chủ nhà đang gắn rèm ở tầng 2 và tầng 3. Phòng khách rất là rộng nha. Quý vị có nhu cầu mua ở hoặc mua đầu tư thì hãy alo cho em. Khu này em đang có nhiều căn, giá đầu tư rất là tốt nhé. Vị trí rất là đẹp. Ở đây có kệ này. Mình có thể để rượu, để các bình bông nhỏ nhỏ trên đây được nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn nhà mình. Ở đây mình có không gian kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế, rộng rãi thoải mái ở đây. Không gian dưới cầu thang nhà mình kê tủ lạnh thoải mái nhé. Ở đây kê tủ lạnh hai cánh, kê máy nước uống này. Dàn tủ được chủ nhà làm hai dàn trên và dưới. Phách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực rồi. Phía trên căn bếp nhà mình có hệ thống trần chỉ thì cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở đây này. Rất là đẹp nha. Phía cuối căn nhà mình có phòng vệ sinh và giếng trời lên trên. Không gian đây mình có giếng trời nha. Giếng trời rất là rộng này. Trên đây chủ nhà ốp kiến cường lực trên đây. Để mình lấy sáng tự nhiên nha. Ở đây có chậu rửa. Chậu rửa mặt nằm ngay góc này này. Cái cuối đây là phòng vệ sinh rộng rãi ở cuối căn nhà mình.
Nội thất cơ bản của phòng vệ sinh rất là ok nhé. Vòi tắm đứng sen thiền, bàn cầu đúc, cửa bằng nhôm xin pha, rất là đẹp nha. Bây giờ mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa này. Nhà rất là đẹp, mới hoàn thiện xong, hôm nay gắn rèm, dọn vệ sinh nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị dọn về ở ngay nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Cầu thang được chủ nhà làm lan can hai bên rất là rộng này, tay vịn gỗ gò đỏ và kiến cường lực rất là chắc chắn nhé. Nội thất rất là xịn sò. Mình cùng di chuyển lên trên này. Quý anh chị đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp hãy tặng cho mình xin một like nhé. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này. Phía sau có cửa sổ chỗ sang bên lối thoát hiểm nha. Bên đây là phòng vệ sinh thứ hai của căn nhà. Có vòi tắm đứng này, chậu rửa này. Đây là phòng ngủ thứ ba. Đây đang gắn rèm này. Phòng ngủ thứ ba căn nhà. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên nhé. Lên trên để mình tham quan phòng ngủ thứ tư. Cũng như là trên đây có phòng ngủ thứ tư, phòng giặt, phòng thờ. Đây là phòng giặt của căn nhà này. Ở đây có cầu thang để mình trèo lên trên nhé. Trên đây chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn. Quý vị mình có thể lên trên đây để trồng rau luôn. Dưới đây mình để máy giặt này. Ở đây có phòng vệ sinh trên cùng. Nội thất cơ bản rất là ok nha. Bồn cầu đúc, chậu rửa, vòi tắm đứng sen thiền, cửa nhôm xin pha. Phòng ngủ thứ tư này. Sang phòng thờ nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông. Phòng thờ này. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 200 triệu đồng. Giá chỉ 3 tỷ 200 triệu đồng nha. Ban công phía trước này. Nhà rất là đẹp. Diện tích 70 mét vuông, đúc một trệt, 2 lầu, đúc 3 tấm. Giá chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng, vẫn còn được thương lượng nha. Quý anh chị đi xem, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.